Số người chết trong tai nạn trực thăng ở Tô Cách Lan tăng lên 9 người, tin từ Glasgow. Sáng nay, Phó Chỉ huy trưởng Cảnh sát Tô Cách Lan Rose Fitzpatrick nói rằng thi hài thứ 9 đưa ra từ đống đổ nát của tiệm rượu đã được chuyển tới bệnh viện Southern General để xác định tên tuổi. Nhân viên cơ quan khẩn cấp đã làm một hàng rào danh dự trong lúc hai chiếc xe cứu thương được xe cảnh sát hộ tống rời khỏi căn lều chuyên viên pháp y thiết lập tại hiện trường. Chiếc trực thăng EC-135T2 dài 12 thước chở hai sĩ quan cảnh sát và một phi công dân sự rớt xuống tiệm rượu đang có trên 100 người đang nghe nhạc sống, làm sập đổ một phần mái tối thứ Sáu theo giờ địa phương, đã được câu khỏi tiệm rượu trong sáng nay. Phát ngôn viên cứu hỏa và cứu cấp Tô Cách Lan David Goodhill nói rằng công tác tìm người mất tích rất khó khăn. Tiệm rượu có 3 lớp mái, một lớp ngăn tiếng động, rồi bên trên có 2 lớp mái khác nên đống đổ nát rất lớn. Nhân viên khẩn cấp đang cân nhắc chọn lựa có thể phải phá tường tiệm rượu và điều này có thể làm cho tiệm bị sập thêm.